kéo lên con cá ép xỉu luôn. Bò rồi. Bèo gì không anh em ơi? Đây, sáng nay anh em mình đã làm mực xong, anh em mình muốn chết. Hỏi sò bên sáng đá không biết ta. Sáng nay mấy anh em mình ăn cơm rất là độc. Ăn cơm cà mỡ hành quá nhiều bạn luôn. Mén không quên. Mén không đạt. Không ai kiến chứ, không ai kiến cho mình quê quá, mình tắt mình ăn cơm luôn anh em ơi. Chào mừng đến với kênh mình nha, hai anh em mình câu mực nó ăn liu biu lắm. Để em quay lại cho anh em xem. Đây, mua đẹp trai. Mua đẹp trai đang phát hiện một con mực bầu. Đây một cua đẹp trai. Ê, cua đẹp trai đen nước luôn anh em ơi. Đó. Đây con ngoài mực nhóc luôn. Cao đôi luôn. Rồi cao một. Em mình câu và đánh lưới nên cũng ít dèo câu đó. À đây qua quay quần trai. Đen nước luôn ta. Ừ, con ngoại lại dính. Được con mực lớn nào hết. Quá tệ sò ơi. Hai con nhà quạt chín đó.
có thằng Đạt nhớ lên xem video của anh em mình nha. Nhớ về kêu ghệ lên xem video nha Đạt. Dính con quỷ biển rồi, mực bầu. Ây da, mực bầu ơi, kéo lên con cá ép xỉu luôn. Mực bầu rồi. Mực lớn này coi như dèo câu có đó chứ. Dèo tôm á. Xong có một thước giăng lưới của anh em mình lại lên nữa. Bữa nay anh em mình đánh phá trôi nha. Giờ này giăng lưới đầu tiên mà ăn sò nó được nhiêu mực đây nè. Quá tài luôn. Đâu. Cá túi thì khỏi bàn nha, nhạt nghe đơn luôn. Có mực nghe anh em ơi. Cá thú thì khỏi bàn đi, nghẹn cái chân luôn. Có mực nghe anh em ơi. Anh em mình chắc xúc mực để mình kéo lưới tiếp anh em nữa được cho ông Quỳnh quay. Bèo gì không anh em ơi? Bèo thiếu nhiêu vậy? Bèo thiếu nhiêu không à? Cái con mực lỡ nhiều lắm mà ta. Ê quên, cứ quay giùm anh với lấy ấy đi, anh xúc mực với anh Mãi. Nè, quay đẹp trai, quay đây. Thank you.
qua tiếp đại cô qua đây đi đây đi qua đây đi quên qua đây đi quên đang gặp tiếp mày dắt lưới này của anh em mình được nhiêu rồi. Giờ đây mình bắt đầu lựa lỡ với bèo ra. Đó. Với phần dây dù đồ lên đúng không đạt? Bắt rồi, giờ bắt đầu anh em mình bắt mực thôi. Rồi. Nói chung lưới này của anh em mình cũng ok nha, cá chấm cái mực nha. Lựa mực. Rồi đây mình lấy kết đồ lựa mực tiếp anh em mới được. Già luôn. Sáng nay của anh em mình đây. Hơi tối nha. Nghe nói là
ba. Còn một lớn này. Đổ ra cho bắt trễ coi, lấy kết đổ ra bắt cho dễ. Đưa lâu. Con sò gì không có mực lớn đâu gì vậy? Có mấy con á? Ba con không? Con đấy. Ai vậy? Con trai. Má trai. Đổ dùng luôn đi sò. À, đổ ra đi nè. Đổ vô cái này nè. Chú ba ơi. Sao mấy này bạc đầu hay heo quá ta. Ừ, tối thui luôn. Chơi đạt có nhiêu đồ đạt đạt đó không nổi, không cái đường đạt thiệt. Đạt yếu xìu à. Đã rồi. Này chưa xong nữa đã. Được chưa? Còn lọt ở ngoài nè. Hết cái đường. Dữ rồi. Rồi. Dữ rồi. Để tao nghe. Ơ trong thùng còn mấy con nữa đạt ơi. Rồi đưa thùng qua đây để em đây cho gọn nè. Để lục bù quá. Cho lại. Ấy da. Sao ủa? Dạ câu xíu là trò còn chín không mà, chứ không ăn hơn trò còn chín. Lá 13 rồi. Ok. 13 rồi. 2. Ê, đổ này ra luôn, đổ mấy mực lớn nè, đổ nước ra, đổ mực lớn ra, bỏ vô. Nó mực của anh em mình để rồi để làm một tiếng anh em mới được. Anh em mình đổ ra bắt một lớn. Rồi ai bắt ai bật nước cửa thì rửa. Rồi. Chờ đâu anh Phúc. Lớn gì vậy này quá, chục ký. Tao câu lớn nhóc vô câu hai cái chục con lớn hả? Nha. Câu hai Phúc ơi. Em hay cho con làm nước mày được. Trời. Lớn nè. Bằng rồi. Đổ qua bên đó, đổ qua cái lấy cái đó đổ ai. Ê chuyện cướp. Đó, nó ấm rồi. Đây sáng nay anh em mình đã làm mực xong, anh em mình muốn cướp. Biết sắn đá không gà làm biến vô ngủ không mày? Bỏ kết xong mình bỏ kết xong mình cho nó ngủ. Tại vì anh em mình đưa ra mình mua kết cho nó đỡ tốn đá. Xong chưa nãy? Dạ. Cây này nó đổ ra một tấn lá kia là nó sạch rồi. Được chưa?
Rồi để mình làm tiếp anh em mới được.